Anh chị này ở trên Bình Dương xuống thăm chị Năm Đẹp. Phong Nguyễn cùng với anh Tâm Duy Ngọc với anh Hồ Văn Bình xin kính chào quý ông bà cô bác chị kính mến nha. Hiện tại thì bây giờ cũng rất chiều rồi, có một cái hoàn cảnh đặc biệt ở Gò Quao, Kiên Giang, bà cô bác thì đang đoạn đường đi vô thì cũng đang kiếm chỗ đậu xe để thăm cái hoàn cảnh của một cái người cô như thế nào vậy anh Bình? Chị này cũng hoàn cảnh cũng khổ rồi, nhỏ tới lớn đó, rồi để chị khổ quá cũng nhờ anh chị em đến đây để có phần giúp đỡ cho chị phần nào để cho cuộc sống của chị được an nhàn một chút. Quá trời cái đường ở đây cũng khó đi lắm à. Rồi đậu gì được đây, đậu gì đi, đợi lát nữa mình tính sao. Đi xuống đây thấy sao má? Tâm Ngọc xin chào ông bà cô chú anh chị trong và ngoài nước ạ. Dạ Tâm Ngọc xin chú chúc tất cả quý vị đều được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài ạ, và luôn bình an. Hiện tại đang rất là mệt đó cô bác. Tại vì tụi em đi qua nay cũng mấy hoàn cảnh rồi đó con. Thì anh đi xuống đây thấy miền sông nước rất là mát mẻ. Gió mát. Đứa nhỏ đòi leo xe ba mới có thể đi dài đó. Mà ở vùng xa này là nãy giờ Tâm Ngọc đi rất là cảm xúc luôn á. Tại vì đi trên đường thì thấy rất là nhiều nhà lá sụp sệ, rách nát. Cũng có nhiều, coi như là cũng còn một hai cái nhà lá rách nát đúng không anh Bình? Đúng rồi. Xứ sở này thì hồi trước tới giờ chỉ ruộng rẫy sống như ngày cũng tạm bợ thôi chứ không ổn định bà con quá ơi. Cho nên là cái xứ này cũng còn bà con nghèo rất là nhiều. Nó vuông tôm được không nè, mần thì năm ăn năm thua. Vuông tôm, mùa tôm mùa lúa là mần năm ăn năm thua chứ. Nó không có đạt. Bà con làm nông người phải chịu chứ biết sao vậy. Rồi, rồi phải đúng rồi. Đây cái băng nhóm ở đây lại vô đây. Băng nhóm. Băng nhóm luôn. Cảm ơn chị đã theo dõi và xem mấy hoài luôn á của Phong Nguyễn nha. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị sức khỏe ha. Có mấy anh chị ở trên Bình Dương xuống thăm chị luôn. Cái hôm rồi em có hứa với chị đó, bữa nay anh chị xuống á. Dạ. Con ngồi nghỉ đi, con đứng con tâm cô xíu nữa. Cái chân của chị thì bị tật từ nhỏ tới giờ, chị không tật có nhỏ. Giờ này đi được rồi, mà bây giờ đi không có được. Có ông xã mà ông xã cũng bệnh mất sớm rồi. Dạ thôi Phong, Phong hỏi cậu đi Phong. Không có con cái gì hết. Không có con cái gì. Có hai đứa con cũng sanh ra rồi bỏ cũng chết hết. Không còn đứa nào hết. Bây giờ không có ai nuôi nắng chỉ thành ra có đứa cháu đó xuống đây chăm sóc cơm nước rồi. Để cho Phong hỏi thôi. Mất đi. Tay rung quá trời rung vậy. Dạ xin phép chào bà ha. Dạ. Bà tên gì, bao nhiêu tuổi rồi bà? Tên Đẹp. Dạ, Nguyễn Thị Đẹp. Nguyễn Thị Đẹp. Thì năm nay là 72 tuổi. Chồng con bà đâu hết rồi? Chồng chết rồi. Mới chết 2 năm nay rồi chú ơi. Cái tay bà sao bị giật dữ vậy bà? Hồi đó thì nó nhức rồi sao. Sau cái nó dây lại nó nhức gì đó. Sau cái nó dây lại rung đâu 10 năm nay rồi đó. Dạ, rung 10 năm nay. Rung gì đó. Lâu lâu nó rung, lâu nó rung vậy đó. Giờ mới rung hoài. Cái chân bà còn đi được không? Cái chân này bây giờ nó cũng rút lại nghỉ đi luôn rồi. Lết đâu à. Rút lại nghỉ đi luôn. Lết rồi mà bây giờ lết không nổi nữa. Bây giờ đau 1 năm nay rồi. Không có đi đứng gì nổi chứ. Cái chân này nè, cái chân này hồi nhỏ tới giờ nè không có đi được. Thì cái chân này thì nó lết đi như đi cái ghế gì đó. Rồi có chồng bây giờ bà còn có lết được đi nữa không? Hay bây giờ có còn đi gì nổi nữa đâu, ngồi đây chỗ nè. Có lúc ngồi dĩ không nổi nữa. Ừ. Cháo nấu cơm cho ăn luôn. Hồi ta năm trước hả, nấu cơm không đó.
mấy tháng trời đó. Ăn cháo có khi ăn được nữa. Khổ gì đó, bây giờ cũng vậy. Mấy cứ gây bệnh hoài chú ơi. Dạ, hiện tại là bà nhờ người cháu là phụ chăm sóc. À, cháu là cháu như thế nào vậy bà? Cháu ruột. Cháu kêu bằng cô. Cô. Dạ, cháu kêu bằng cô. À. Không có nó lấy không có con ở cái rồi nó. Nó nuôi giùm nó. Chứ nuôi giùm nó không có đi mần được nữa. Ở nuôi cô đó. Đó là nuôi. Nuôi vậy thôi chứ không có tiền bạc gì hết. Chăm sóc cùng gia mí đem qua đây các cái nhà nhỏ vậy nè. Ừ. Ngày chiều nay bà ăn uống gì chưa? Ăn rồi chú ơi. Dạ ăn rồi. Dạ. Ở đây là hàng tháng là bà có được hỗ trợ gì không? Có. Dạ. Nhà nước cho tiền tặng đặt nè. Dạ một cho tháng được bao nhiêu qua? 900. Ừ, một tháng được 900 ngàn. Ờ, bà có đủ đâu chú ơi. Dạ. Đây là ông hả bà? Ừ, ổng đó. À, ông mất lâu chưa bà? Ông mất 2 năm nay rồi chú ơi. 2 năm nay. Cái chỗ cái lỗ này là toilet bà hả? Không có. Nó phát cái lỗ đang để đồ đó. À, tặng thấy cái... ai bên đây nè? Không, có lỗ bên đây nè. Ừ. Giống nhà vệ sinh quá. Vệ sinh. Giữa chén, chỗ chén bên đây. Thì tối bà nằm thui thủi, nằm con mình ở đây thôi. Ừ, nằm đây nè chú ơi. À, cái nhà này mát dữ hả bà? Lạnh luôn. Lạnh luôn. Ừ. Bà nằm bà không sợ gián dít hả? Không, sợ gì giờ. Vô cắn chết rồi không thì gì sao giờ. Cắn chết rồi. Vì nó làm phước cho tôi đó chú. Dạ. Bây giờ tôi không có ham sống chút nào hết trơn. Là bà cũng còn ham sống luôn. Ừ, hết ham sống rồi. Sống bà... gì gì mà sống gì sao nổi rồi chú ơi. Khổ quá. Tôi đẻ được. Chứ tôi có thời gian đi chết chứ rồi. Không có sống chút nào hết trơn. Thôi bà cũng cố gắng ha. Mình tuổi già với mình không may mắn giống như nào chứ. Không may mắn cái số mình như vậy. Bà có thường, trời khổ. Bà có thường xuyên niệm Phật không? Có. Bà dán niệm Phật đi cho bệnh tật nó tiêu trừ cho nó đỡ đau nhất. Ơi, cái này cũng quá nhất rồi chú ơi. À, nhưng bà thì đâu bà nằm bà nói cầu cho rắn cắn cho bà cho nhẹ nhàng bà còn còn đỡ mệt nữa. Bà nói về buồn lắm. Khổ quá trời, nó vậy dạ, nói cho nó khổ quá trời, khổ không biết nói làm sao giờ. Dạ. Hết ý kiến nào, nói sống. Dạ, bà không còn may mắn là gặp có được người cháu lo cho bà đó. Dạ, có phước rồi đó chú. Anh Bình, anh Bình ngồi đi anh Bình. À, anh Bình ngồi kế cạnh bên bà đi. Hôm nay là cơ duyên là cũng được anh Hồ Văn Bình. Được, anh Hồ Văn Bình á, bà. Ai nữa, giúp đỡ được. Và anh Hồ Văn Bình là một mạnh thường quân cũng khá là lớn bên kênh của con á. Cũng là mạnh thường quân ở vùng đất Kiên Giang. À. Thì bữa nay giới thiệu hoàn cảnh của bà cho con với anh Tâm Chị Ngọc cũng đi xuống á. Cảm ơn nha. Thì thấy hình ảnh bà vậy thấy cũng thương lắm. Nhưng mà nghe bà nói rắn cắn con hết hồn. Trời ơi, lấy cái ghế lên ngồi. Dạ. Thôi cười giờ... mạnh khỏe vui vẻ lên. Bây giờ em nói cái gì nè. Con người á, thì ai cũng có cái số hết trơn á. Chị muốn được. Chết nữa, giờ này cũng có được đâu à. Chừng nào tới số á, tới ngày tới tháng ông bà mới rước chị đi được. Biết chừng nào tới số đây. Thì bây giờ là con cháu hoài nói với chị gì nè. Mỗi người đúng có cái số mạng nó khác nhau. Thì thôi chị cũng đừng có buồn phiền gì nữa. Mình đã sống tới giờ này cũng là cái phước lớn rồi. Ông bà cho mình được sống rồi rồi. Cháu gì thì chị cũng cố gắng đi, mình sống ngày nào với con cháu được thì mình hay ngày đấy đó, mình vui mừng ngày đó đi. Chứ chị đừng có nói là giá cho gắn cắn chết là kỳ lắm. Cái này là không có nên. Thôi chứ con nào cũng muốn sống, con kiến muốn sống mà. Trời ơi, nói gì con kiến cũng muốn sống mà. Tôi giờ tôi không muốn sống chút nào nha chú ơi. Thì trong cái thời gian á, khổ quá trời khổ. Mà em đi làm xa em ít có về. Rồi hôm Tết này em có về em lại em gặp chị đó, em thấy chị như gì. Em mới giới thiệu với kinh của Phong Nguyễn nè, với anh Tâm với chị Ngọc. Để xuống đây coi có hỗ trợ chị như thế nào. Thì hôm nay các anh chị có xuống tới đây rồi đó. Trời ơi mấy
chú mấy em mà giúp đỡ chị với cô mang ơn lắm, khổ lắm con ơi. Chị năm nay chị nhiêu tuổi rồi? 72 rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng mấy gắn á. Bà cũng lạc quan lên nha. Lạc quan không nổi chú ơi. Ê, bà không lạc quan là ông bà cô bác nghe thấy buồn lắm. Sống bữa nào nên bữa nấy chứ bây giờ hết chưa biết sao mình sống tới giờ nào. Thì khổ cũng đã khổ rồi, sống thì đã sống tới ngày nay rồi thì cũng cố gắng sống đi. Gắng cố, cố không nổi được. Nếu bà lạc quan cười vui vẻ mà. Vui sao? Trong bụng hai ốc đôi như cái cơ luôn. Còn cái gì nữa đâu, lẽ con cháu em mốt lại ram giếng mà khóc hoài cũng kỳ. Ủa rồi chị tự gung gung vậy chứ không phải lạnh hả? À, nó hồi tôi đi mặn với ổng đó rồi cái nó nhức cái mua thuốc đồ uống với mà bổ thuốc đồ uống bắt ra hết nhức cái sao dây lại nó gung vậy đó. Có giống như bị mang canh xanh á. À, canh xanh á vậy nè hoài. Cái lâu lâu nó gung vậy, ngay gung hai ba giác, ba ông giác một chừng. Khi nào yếu rồi gung 3-4 giác, 4-5 giác luôn, chứ không phải gung tối ngày sáng đêm. Hồi còn bò tới và nuôi được nấu cơm á, bưng nồi cơm vậy gung cái gớt nồi cơm đó. Lần đi làm gì không? Có đi dặn lưới cắm câu với ổng đó, dặn lưới rồi đó, lưới cái gô đó, dặn lưới cắm câu cái chốt rồi đó. Ở dưới mấy thông á. Lúc này mà bà bệnh như vậy đó, với tuổi của bà ngày càng lớn, nếu mà bà ăn chay niệm Phật được tốt lắm á. Tôi cũng ăn tương tháng này nè, ăn hết tháng luôn. Dạ, nói chung bà ăn được ngày nào rất ăn tốt. Như hồi đó tới giờ, hồi nhỏ tới lớn, ăn tháng năm thì 3 tháng. Một năm ăn 3 tháng chay. Rồi ngày thì 4 ngày. Năm 1 tháng 4 ngày nữa. Thì sao giờ ba ngày 6 ngày được rồi, ăn 6 ngày luôn. Dạ. Để lên vậy đó. Cái đứa nhỏ đó nó là ăn gì bệnh mà ăn, tao nói tao giấy gì thôi, để cho cô ăn đi con, đừng nói tội lắm. Dạ, nói dạ. Vậy đó. Cô ăn được thì để cô ăn. Nó là ăn không có gì ăn, cho bạn miếng tương không biết rồi chết. Nó chết biết gì. Ăn rau rách rồi sẽ ỉa sợ đồ. Rồi con cháu cực khổ không ăn mặn, ăn nước tương chứ không ăn muối rồi vậy à. Chứ không có ít ăn, nó nấu canh rồi cũng ít ăn. Ăn sợ đi tiểu. Bà có bằng tả không? Có. Bằng tả đó một tháng gì đó. Một gần cả triệu bạc đó. Tiền tả. Tiền thuốc thì không tính tới hàng tháng vậy rồi. Hàng tháng đi cho có 900 ngàn hả? Rồi vậy rồi tiền phụ cấp ở đâu có thêm? Có đâu, thì nhín ra gì đó. Người nấu tiền trả không cho cả triệu bạc rồi. Rồi mấy đứa cháu mới cho nữa. Lâu lâu nó gửi về nó cho, nó đi mặn công ty ở, nó đi mặn ở trên Bình Dương á. Con Út á. Con Út ha. Út rồi có anh Tư ở đây nó cũng cho chức lĩnh gì đó. Như thiếu rồi nó cũng cho. Cho được nhiều dụng nhiều ha. Thiếu thì cho 100, 70 gì đó. Chứ đâu có nhiều nghèo mà. Rồi bữa nay có anh Hồ Văn Bình với bà Tâm mẹ Ngọc của con đi xuống đây với những cô bác xem chương trình của kênh YouTube Phong Nguyễn á. Bà có ước mơ điều gì không? Ước mơ gì vậy? Thì như bây giờ hiện cuộc sống bây giờ chị muốn ước mơ điều gì thì chị cứ nói đi, rồi các mạnh thường quân người ta có xem như thế nào. Xem như thế nào. Ước vọng tôi, ước vọng chừng nào mà bây giờ như tôi ước vọng đi mà người ta nuôi bệnh đó, nhà gì dưỡng lão hả? Nhà dưỡng lão hả? Chưa có người nuôi không? Như có người nuôi không?
không có gì đâu. Là thấy khổ rồi phải không? Thấy khổ. Muốn đi đến mấy cái chỗ nhà dưỡng lão hả? Bây giờ con cháu nó nuôi hoài nè, thấy nó cũng nghèo khổ rồi không có đi mần được. Tụi mình nó muốn gì thôi chứ con cháu nó không có chịu. Nó nói đi ngoại rồi ai đâu chăm sóc bà như mình đâu. Nói vậy đó, nó không cho đi. Đó đòi đây đi mà nó không cho. Nó nói ai nuôi bà? Đã mướn đó. Nó nói vậy, có mướn không cậu Bình? Mướn nha. Cái đó em cũng không gành. Dạ. Yeah. Không. Nãy giờ con nghe tâm sự của cô trao đổi với lại quý bà con cô bác đây. Thì con cũng thưa với cô như vậy nè. Cái ước muốn của cô á là đúng, nhưng mà con nghĩ vậy nè, tại vì cô có cháu. Cháu cô không cho đi. Thì cô thôi, con cháu nó có hiếu thì cô cứ ở nhà cho con cháu cô lo đi, chứ nếu mà thật sự cô không có người lo thì con sẽ với Phong Nguyễn sẽ đưa cô lên cái máy ấm Mai Ngàn ở Tây Ninh á, cô ở trạm suốt đời luôn, tới coi như ngày cuối đời là thầy lo cho cô hết luôn. Gì đó. Dạ, là lên trạm có người nấu cơm, rồi thí dụ cô không đi được thì nhờ người ta xuống lấy cơm lên cho cô ăn, rồi thí dụ cô dạ, rồi có thí dụ như ở trạm là tại chùa có Phật rồi đó, cô khỏe thì cô coi như là cũng như ăn chay niệm Phật vậy đó. Nhưng mà ở đây thì có cháu mình thì cháu mình nói vậy thì cô thôi, cô để cháu gì? Cháu mình yêu thương mà cô cho cô phụ lòng thì mấy chị buồn thì tội nghiệp thôi, có người chăm lo thì cứ ở đây đúng hơn. Mình khi nào mà không có ai á, nó nói là bồ bà đi rồi người ta có nuôi bà không mà bà đi. Dạ. Em nói là để hỏi coi người ta có nuôi không. Dạ nuôi, nhưng mà khi nào mà con cháu mình không có là người ta mới nuôi. Vậy đó. Dạ, còn bây giờ con cháu nói vậy dạ, thì thôi. Dạ đúng rồi. Dạ, nó đơn hết trơn, không có ai chứ nè. Dạ, đúng rồi. Còn người chăm sóc thì không được. Không được. Vậy là tao không được rồi. Dạ. Thì bây giờ mà, cái ước vọng của chị như ước gì thế thôi nào đó, chị ước gì, chị ước đi, rồi ở đây các anh em chị mạnh thường quân ta nhắm giúp được chị gì thì ta giúp. Ước tiền được không? Được. Giờ có cho được cuộc sống của chị giờ này cũng đâu còn khả năng gì để làm ra tiền đâu mà cho xin tiền đi. Chị sống qua ngày, sống qua ngày quãng đời còn lại của chị thôi. Cô vậy là cháu của cô là nấu cơm cho cô ăn hả? Nấu đem cơm ra đây. Đem đây cho ăn rồi giữa mình giữa mày. Dạ. Thôi vậy quý quá rồi, cô cứ ở nhà đi. Chứ thì còn con nghĩ nếu như á thấy chồng con nó khó khăn quá tôi không muốn. Không có đâu, không có đâu. Cô đừng ngại cái vụ đó, miễn ảnh không nói gì tới cô là được rồi. Tại vì người ta đừng ông là người ta ảnh nói lắm. Cô không có nói gì. Dạ đúng rồi. Vậy nhưng mà cái ảnh đó ảnh đừng ông mặc cảm cô nghĩ vậy thôi. Có đàn ông họ ảnh nói lắm. Vợ chồng nó gây lộn hoài mình buồn vậy thôi. Quá gây lộn là chuyện trời chén trong sống còn khua mà vợ chồng con cũng gây lộn quá trời vậy nè. Nó không phải gầy vừa đâu nha. Nó gầy ngày chừng tháng gầy chừng 80 lần vậy. Hai cô ơi, kệ đi. Hai lần là hai dạ, lần. Dạ cô đừng buồn. Dạ đúng rồi, ai cũng vậy hết á. Trời ơi, nó la mình hết hồn hết vía đó. Bây giờ thì cái khổ gì chị như thế nào đó thì chị cứ nói đi. Chị ước nguyện chị có tiền cho tiền được rồi. Bây giờ coi như là cơm thì cháu cô nấu hàng ngày. Cô cần tiền để xài tả với uống thuốc hả? Đó. Coi như là uống thuốc là tháng cô uống thuốc nhiều. Tháng chứ cũng 300 mà. 300 hả? Cô có bảo hiểm không? Có. Bảo hiểm à? Bảo hiểm mà mình mua ngoài ra ngoài, mua thuốc ta hậu uống không á. Mua thuốc không? Dạ. Không có lấy thuốc. Lấy dòng bảo hiểm, bảo hiểm. Bán có 300 tiền thuốc à, thì cái đó là nhẹ, không sao. Cô 300 mà, nên hồi đau đó giờ là nó tính trả nhà thương đi nó thôi. Cô không biết nhà thương đâu, cô sợ lắm. Đó là khoảng 1 triệu một tháng hả? Dạ. Gần chứ thì tới. Dạ vậy thì tháng coi như là cô có khoảng là 1,2 triệu. Có chi phí cô 1,2 triệu tháng dữ vậy. Dạ dạ phải không? Dạ thì tại mình nghèo mình nấu nhiều luôn, tả được luôn cái chắc triệu hai dữ dữ rồi. Không, cô nói 900 với 300 ngàn thuốc nữa là 1,2 triệu. Dạ rồi cô có sữa sùng gì không? Dạ, có sữa có tiền thì mới đưa nó mua cho.
Dạ. Cho nó. Không, cháu nó cho. Dạ con cũng thưa vậy nè, cô thì nói thật sự so với những người giàu cô khổ thiệt. Nhưng mà nếu như nói là cái tình thương á là cháu cô cũng có coi như là hiếu thảo với bà cô thì cô cũng vui cô sống đi, cô đừng có nó không có tắm rửa cô bác thì nó không có nhằn nhặt, nó không có nói vậy quý quá rồi. Vậy còn hơn cho vàng cho tiền nữa, còn hơn con ruột tôi nữa đấy. Ờ thôi vậy tốt rồi. Mà điều nó không có tiền của bạc gì hết trơn. Dạ thì có cái công còn hơn nữa cô ơi. Có công không à. Dạ. Con, nó nói con có cái công nuôi cô thôi. Dạ. Tôi chừng nào chết thì chết chứ cô đời tự dẫn hoài. Trời đất ơi. Con không buồn mà cô buồn hoài. Ờ à, đúng rồi. Cô nói cầu cho con dắn vô cắn cho đi sớm. Thôi cô đừng suy nghĩ vậy. Cô muốn con có được đâu tại phần số của cô quá, à. Con ơi. Dạ phần số. Con nói cô á, nếu mà cô tới số cô chết rồi là cô có cầu đi cô sống cũng được. Mà bây giờ cô chưa tới số thì cô cầu cô chết cũng được. Nói gì nữa. Nó nói người ta đi săn sóc mà người ta không thăng mà bả thăng hoài. Dạ. Thôi vậy cô thương cháu cô đi nha, đừng than nữa nha. Vui rồi. Dạ. Có người. Thôi vậy cũng mừng. Cô không có chồng không có con kế bên mà có cháu vậy là quá quá quý rồi đó. Nó là tốt. Dạ. Thuộc rồi đó cho con của tôi á. Mấy con anh tôi. Dạ. Vậy là cô vui đi, cô đừng có. Trời ơi, cái người ở nhà lên buồn quá trời. Dạ đúng rồi. Chứ có khi có người không có người chăm sóc luôn. Rồi mới chết. Rồi mới vô mấy ngàn. Thì cái đó mới vô mấy ngàn được. Rồi gì đó cô ơi. Rồi vậy giờ sao Phong vậy? Ờ trao quà đi. Trao quà đi. Trao quà đi. Bệnh trước, bệnh trước anh này. Vô đi. Nói bước đi để tôi em theo sau anh. Anh mít, xin cái mít mà, đã dắn không mà. Anh Bình dắn giúp em ha, để cho cô bác nghe được tiếng của anh ha. Ờ, cái đây. Rồi động viên bà cho mít câu đi, giờ mình... Thì thôi, hôm nay là em đến đây cũng lần thứ hai rồi. Thì cái lời em hứa với chị là cũng bữa nay em đã thực hành nha. Thì chị cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, cũng an tâm đi, đừng có lo ngại cái gì hết. Con cháu nó lo cho mình được là mình mừng rồi. Đừng có nghĩ cái gì hết trơn á. Chị tôi cũng cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Chị cứ sống lạc quan lên đi. Cô cưng nhiều lắm á. Dạ. Chứ có ai đâu mà ở đây nằm chèo queo gì, có ai đâu biết đâu. Dạ. Hoàn cảnh của chị thì em thấy em cũng rất thương tâm lắm. Nhưng mà cái khả năng của em thì giúp giới hạn thôi, cũng không có giúp được là nhiều. Phải không? À, giúp đỡ thì nhà nào nên nhờ nấy cũng khỏe hôm thôi. Hôm nay thì em cũng đến đây cũng nhờ anh chị Tâm Ngọc với Kinh Phong Nguyễn. Người cũng làm cái nhịp cầu nối cho em. Thì cũng có cái duyên đến đây để thăm cái hoàn cảnh của chị Năm Đẹp. Ở ấp Cương Bình, xã Thới Quảng, huyện Gò Quao của tỉnh Kiên Giang. Thì em cũng chứ hết em cũng có đôi lời chúc các anh chị em mạnh thường quân trong nước và ngoài nước năm mới được an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và cũng có cuộc sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Thì em cũng xin thưa với các anh chị mình không biết làm sao đây, cái hoàn cảnh của chị này thì khổ thì đã khổ rồi. Ôi, mình cũng đã nhìn thấy rồi đó. Trời ơi, không dám bước xuống dưới đó nè. Thì em cũng cầu mong cho các anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước nhìn thấy cái hoàn cảnh của chị. Cũng thương chị mà gửi một chút tình thương cho chị để chị có chị sống qua ngày đoạn tháng trong quãng đời còn lại của chị. Cái chị kia đã khổ từ nhỏ tới lớn rồi, ở đây em biết. Khổ từ đó tới giờ. Rồi có chồng, em, có chồng là khổ luôn đó. Cũng có đôi lời gửi đến các anh chị em mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Rồi em cảm ơn rất nhiều. Anh đẻ không được rồi mổ không. Lấy, nhớ đi. Rồi thôi, chào bà. Bà cảm ơn con ha. Ngoài cũng được. Cảm ơn con. Dạ. Nãy con cũng trò chuyện với bà, bữa nay may mắn là có anh Tầm Duy Ngọc với anh Bình cũng giới thiệu hoàn cảnh của bà. Nhưng mà cuộc sống mà lúc mình khó khăn với mà còn được cái người cháu lo lắng cho bà là điều quý lắm.
Nhưng mà bà đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa, đừng có suy nghĩ con này con kia cắn bà nữa. Cắn mà cô bác hôm kia nghe buồn lắm á. Cắn buồn nhưng mà bà lúc nào cũng vui vẻ vậy, cô bác rất là mừng. Tại vì những hoàn cảnh mà Phong Nguyễn cùng với Quy, với anh Tâm chị Ngọc đi tới á, là có sức sống. Nhưng mà họ mong chờ một cái điều gì đó để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà bà đừng có suy nghĩ tiêu cực rồi, bà con cô bác rồi buồn ha. Thì trong chương trình ngày hôm nay á, thì Phong Nguyễn cũng xin phép quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho bà ít tiền để uống sữa với tả, cho bà có niềm vui ha. Dạ. Ở đây thì con cũng cho em xin phép chị bé hai, cháu của cô Quỳ Tịnh ở Lai Dung, Đồng Tháp là gửi tặng cho bà là 500.000 ha. Cảm ơn. Chị bé hai, bà cũng cảm ơn chị bé hai giúp con ha. Cảm ơn chị và cô bé hai nha. Dạ. Chị cô cảm ơn con. Với bên cạnh đó thì Phong Nguyễn cũng xin phép là cô Quỳ Tịnh ở Lai Dung, Đồng Tháp thì gửi tặng cho bà là 1.000.000 ha. Cảm ơn cô gì? Cô Quỳ Tịnh. Cô Quỳ Tịnh. Dạ, chị cô cảm ơn con nhiều nha. Dạ, với bên cạnh đó thì con cũng xin phép chú Nguyễn Thanh Cường ở bên Mỹ gửi tặng cho bà là thêm 1.000.000 nữa. Cảm ơn chú Thanh Cường ở Mỹ. Chú Thanh Cường ở Mỹ. Dạ, cô cảm ơn con nhiều nha. Quý lớn nhỏ. Dạ, em cũng lớn tuổi đó. Xin phép là anh hai ở Sài Gòn thì xin phép anh là cũng gửi tặng cho ngoại cho bà ở đây 1.000.000 để bà uống sữa với trang trải cuộc sống. Tặng gửi cho bà để con cũng thay mặt những anh chị cô bác Mạnh Thường Quân kênh của con á thì cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến cho bà. Nhiều sức khỏe, sống nhiều tuổi hơn nữa. Ơi, có một đứa cháu quá là hiếu thảo rồi. Giá cho tôi đừng có sống nữa. Bà đừng nói vậy. Rồi, chú ơi. Bà nói vậy là cô bác gửi quà cho bà buồn lắm đó. Thôi để tiếp tục thì xin mời ba Tâm mẹ Ngọc cũng trò chuyện với bà ít câu ha. Có ít lòng nhiều thôi. Đúng rồi, ai cũng vậy. Bữa anh có ghé là mà có ghé ông trong Tết một lần rồi. Mình có ít lòng nhiều thôi. Anh em mình vậy, giờ mới sao vậy anh? Thì thôi bữa nay cũng dịp mà phái đoàn của anh Tâm chị Ngọc đến đây để thăm chị là thăm chị được rồi thôi. Thì em cũng gửi một chút tình yêu thương cho chị. Dạ, vì cũng là cái này cũng là tình nghĩa của chị em mình hồi xưa tới giờ. Cảm ơn nha cậu. Thì gửi chị 500 nữa đi. Để cho chị có tiền uống sữa. Chị em mình lối xóm mà nhỏ tới giờ em cũng biết chị mà. Tới giờ. Cũng cậu hai với Mai rồi đó, em cũng tới lui qua nhà qua đồ cơm nước đồ. Bây giờ cũng như là đền ơn lại đi. Trời nó vậy đó. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm đó. Rồi. Nhờ em nói chị mới có tiền đúng không? Dạ. Đâu có đâu. Coi như là xuống đây thấy cái tinh thần cô lạc quan như vậy thì con cũng rất là mừng. Mà con mong cô á thì như ở đây cô rất là tỉnh táo, đúng không anh Bình? Dạ. Sáng suốt. Dạ, cô sáng suốt. Dạ, thì thôi bây giờ giống như con nói hồi nãy đó. Thì cô cứ lạc quan lên đi. Con người mỗi người có số, chứ mình đừng cầu mình chết mình sống gì là tới số là coi như là xong à. Chứ còn cô đừng có nói ở dây con này con kia như vậy tụi con xuống thăm thì tụi con cũng buồn à. Nha. Đi nào. Không lạc quan. Dạ, lạc quan. Mai cô với chú xuống thăm tôi đây. Vậy tôi rảnh đi nghe tụi con ghé xuống. Giống như anh Bình con đây nè, đi lái xà lan. Mà cô biết hả là anh về là anh chạy xuống cô nghe là tụi con xuống là chạy về đặng đi vô thăm cô. Đi vô thăm cô mà công việc hả bộn bề dữ lắm luôn. Còn anh nói là anh lo bôn ba để anh làm có tiền đặng có mới giúp bà con được đó. Cô thấy là cái tình thương ảnh mà thương bà con nghèo rất là nhiều đúng không? Dù công việc bộn bề thế nào đi nữa cũng tranh thủ cái thời gian để đến thăm. Nghe vậy thì cô lạc quan lên nha. Cô nhớ anh Bình mà hả, biết không? Biết. Ồ, vậy là sáng suốt rồi đâu có. Dạ, anh ở đây nhỏ lắm. Ôi, biết luôn. Nhỏ lắm.
có mấy chục năm nay là đi bằng xa đó. Hết có về tới lui. Nhỏ là ăn cơm nhà của cha mẹ của chị này là thường xuyên. Cũng như bây giờ mình báo đáp lại công ơn cho cậu mợ đi. Con mất rồi còn lại chị. Chị khổ quá con ơi. Như này thì anh biến lên sáng. Tụi con có tiền 5 triệu gửi cho cô để cô sinh hoạt hàng ngày đó. Cô sinh hoạt, cô tả với thuốc của hàng tháng ha. Rồi con xin được phép gửi cô nha. Con đếm nè. 1 2 Cô tay cô rung quá. 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu nha con. Cảm ơn cậu với chú gì thế là. Dạ ông, con xin thưa là vợ chồng con là xin hồi hướng công đức trao cái yêu thương cho con, hồi hướng công đức là cho mẹ con, mẹ Tám với lại mẹ Chu của con. Dạ. Con cũng mô di đà Phật. Con cũng chúc cho cô được nhiều sức khỏe nha. Bà già rồi khỏe mạnh nha. Dạ mẹ con 90 rồi. Chị nè. Dạ cô này nhanh ghê đó. Em bắt, nói cái họ tại liền hả không? Dạ. Bắt nhịp kịp mình luôn á. Mẹ con coi như là 89 rồi đó. Vậy nè. Dạ. Con quá con lớn tuổi. Một mẹ thì 80 mấy, còn một mẹ thì gần 80. Chứ 82 ha. Bà nội 82. Bà về chồng không nghe. Dạ mẹ chồng với mẹ ruột con. Còn đủ á. Dạ dạ, dạ còn đủ. Cũng mừng. Dạ. Chú ơi, rồi năm nay chú với thím chú với ra con nhiều rồi. Dạ. À, tụi con gần 60 rồi. Chị nè. Dạ cảm ơn. Cậu Quỳnh nè, cậu Quỳnh năm nay nhiêu á? 58. Chị nè, lâu quá rồi quên tuổi. Quên tuổi. Quên không biết nhiêu tuổi. Thôi cô đáng niệm Phật khen. Rồi cầu nguyện cho cô coi như bệnh hoạn được tiêu trừ. Cho cô khỏe. Dạ. Giấy hoài vậy đó. Đừng cho bệnh hoạn gì chứ. Rồi, con... Theo ông, theo bà thì nằm chứ chết đi. Chứ giờ đau quá, đau hoài gì. Chúc cô sức khỏe nha con. Dạ, rồi. Bây giờ, hồi nãy giờ con cũng xin phép Mạnh Thường Quân kênh của con á, để gửi quà tiền cho bà với anh Tâm Chị Ngọc với anh Hồ Văn Bình lái xà lan ở Kiên Giang nữa. Bây giờ cái số tiền này nó quá trời lớn rồi. Bà không biết bao nhiêu tiền không? Không biết, để không có đếm. Đếm giúp cho bà nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 triệu. Vậy đó. Đó, bà thấy số tiền quá trời lớn không? Nhưng mà bây giờ á là bà đang ở đây có một mình à. Nó cũng rất là nguy hiểm. Thì bà có dự định hay là dự kiến như thế nào của số tiền này không? Dự kiến gì? Để lại hả? Dạ không, bà dự định là gửi, định gửi cho ai cho nó an toàn không, hay là bà giữ hay là sao á? Gửi cho cháu thì được không? Dạ cháu đây nè, cháu Bình nè. Rồi, mừng cho bà quá. Gửi cho em chứ. Giữ lại một em. Bây giờ chị giữ lại 1 triệu đi. Rồi khi nào hết 1 triệu này chỉ cần thì em chuyển tiếp. Em sẽ chuyển tiếp vô cho chị. Triệu. Bây giờ chị lấy đủ 1 triệu rồi ha. Rồi còn ở đây là 8 triệu. Trời ơi, mình mẫn ghê không? Trời, mình mẫn luôn. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Đúng 8 triệu. Còn 8 triệu. Đây 8 triệu. Là em giữ của chị đây 8 triệu. Mỗi tháng mới gửi nha. Mỗi tháng đúng. Chứ mỗi tháng là chị không có tiền nha. Mới gửi mới có tiền mua tả. Chị đàng hoàng. Khi nào hết em sẽ báo cáo. Hết thì nó biết rồi. Ở đây nó biết rồi. Là bà biết luôn. Đây là em giữ giùm cho chị thôi. Rồi là chị cần hàng tháng thì nếu cần 1 triệu thì em gửi vô cho chị 1 triệu. À. Thì chắc một tháng một triệu rồi, chắc ăn rồi đó. Tại vì bà lãnh được là 900 ngàn. 900 ngàn. Dạ, dạ. Vì là cái này cũng được gần 1 năm rồi, nhiêu đây cũng gần 1 năm rồi. Đây cũng được 1 năm rồi. Chúc mừng bà nha. Với bà tính vậy tốt lắm á. Tối người ta vô, người ta bóp cổ quá. Bóp cổ gì. Rồi thôi mình khép chương trình qua má thôi. Vợ chồng Tâm Ngọc cũng... xin chân thành cảm ơn chú Thanh Cường ở Mỹ đã trao cái yêu thương cho cô đây. Rồi anh hai Sài Gòn, vợ chồng em cũng xin cảm ơn anh hai Sài Gòn rất là nhiều.
chị Quỳ Tịnh rồi chị bé hai. Dạ rồi anh Bình ở đây. À rồi chúc sức khỏe đi anh. Rồi vợ chồng em cũng xin chúc tất cả các mạnh thường quân, mấy anh mấy chị, mấy ông bà trên kênh Phong Nguyễn Quy Phút được nhiều sức khỏe trong năm mới này và công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. À, phát lộc phát tài rồi không ông nè, ông nói về cao với mạnh thường quân nè, xin vô đi anh Bình. Rồi một lần nữa thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn ông bà cô bác mạnh thường quân rất là nhiều và cảm ơn ba Tâm mẹ Ngọc đã cùng đồng hành với Phong với Quy trong suốt khoảng thời gian vừa qua, mong ba má cùng đồng hành tiếp đoạn đường càng xa hơn nữa đến suốt cuộc đời. Với cảm ơn anh Bình nha. Dạ. Anh Bình là một mạnh thường quân lớn ở vùng Kiên Giang bà cô bác. Anh Bình xa lan. Rồi thôi giờ thì Phong Nguyễn cũng khép chương trình luôn. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo. Xin chào. Rồi chào bà nha. Dạ, chào bà nha. Chúc bà sức khỏe nha. Cắt tiền đi bà ơi. Cái đường này nhỏ khó về già. Đi vô mấy đường này nguy hiểm quá không á. Vòng đi, vòng đi, rồi. Ra đi ông. Anh ra lên đạn chút xíu nữa đi rồi đi lại. Ừ, đó mà đi vòng ra. Ừ. Đi vòng bên kia nha. Rồi, rồi, ra, ra, ra. Ra, ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ra, ra đi. Ra đi. Hết luôn. Đúng rồi. Hết luôn. Không sao, không sao. Hay quá bà ơi. Quá hay luôn. Rồi anh về vui vẻ nha. Rồi chào anh. Rồi chia tay nha. Rồi chào tạm biệt.